Trong hành trình giải đấu Cúp Quốc gia Casper 2023-2024, hai đội bóng lọt vào trận đấu cuối cùng đều là những gương mặt quen thuộc và cực kỳ nổi bật. Nếu như câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa là các nhà đương kim vô địch của giải đấu và vừa trải qua cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Thép Xanh Nam Định ở bán kết, thì Hà Nội FC chính là kỷ lục gia của Cúp Quốc gia với 7 lần có mặt ở trong trận đấu chung kết. Đông Á Thanh Hóa ra sân ở trong trận đấu này chịu nhiều tổn thất khi huấn luyện viên Popov bị cấm chỉ đạo do đã nhận thẻ vàng, chân sút Di Mario bị treo giò, Luis Antonio được đẩy lên đá tiền đạo cùng với Lâm Tỳ Phong. Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao cùng với lối chơi tấn công hấp dẫn, tốc độ của các pha bóng được hai đội tạo ra là khá cao. Thế trận giằng co được hai đội duy trì trong suốt cả hai hiệp đấu chính thức, dù vậy không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Và sau 10 lượt đá, sự xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng đã giúp cho Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng với tỷ số 9-8 đầy kẹt thở, đồng thời đoạt cúp quốc gia mùa giải 2023-2024. Như vậy, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã làm nên kỳ tích với năm thứ hai liên tiếp giành được cúp quốc gia. Với việc giúp cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch cúp quốc gia, huấn luyện viên Vilisa Popov đã chính thức được đội bóng này gia hạn hợp đồng. Câu lạc bộ này sẽ tiếp tục ký hợp đồng với huấn luyện viên Vilisa Popov thêm 2 năm nữa. Được biết, hợp đồng cũ của vị chiến lược gia người Bulgaria với đội bóng xứ Thanh kết thúc sau khi mùa giải này khép lại. Ngay trước giờ diễn ra trận đấu chung kết giữa Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ Hà Nội, chiến lược gia người Bulgaria nói rằng ông sẽ ở lại nếu như đội bóng này vô địch. Và bây giờ thì tương lai của một trong những vị huấn luyện viên cá tính nhất của V-League đã được sáng tỏ. Tiền đạo Di Mario không thể ra sân thi đấu trận chung kết Cúp Quốc gia vì phải nhận 2 thẻ vàng. Vắng mặt chân sút chủ lực nên Đông Á Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và kéo được trận đấu về loạt penalty. Và tại đây, đội bóng xứ Thanh đã có được chiến thắng 9-8, chính thức bảo vệ thành công ngôi vương Cúp Quốc gia, điều mà chưa đội bóng nào tại Việt Nam làm được. Everything is okay. The head coach and I we have a very 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 good connection, good communication, good everything. So the boss stay here, I'm here. Follow the boss plan. So what's your plan to the next season? Your plan? Well, my plan obviously is to be in Thanh Hóa. Obviously is to just win more trophies with the group, with the lads. And you know, hopefully get the goals up, going to work hard to make sure I get the goals up for the next season.